mà trước hết cái một thống kê rất là thú vị đến từ Wu Blockchain thì Wu Blockchain đã chia sẻ thống kê những cái sàn giao dịch lớn thì tháng 12 này là một tháng rất là tệ thì tại cỡ nào những sàn thì các bạn thấy được đây là thống kê của những sàn lớn giao dịch spot thì uh, những sàn như Binance, Coinbase, MEXC sàn nào cũng giảm hết các bạn nhiều sàn giảm rất là nhiều chúng ta có giống như là phoenix giảm tới 76% giao dịch spot à, từ tháng 11 đến tháng 12 bitfinex giảm 58% các bạn bybit giảm 40% mexc giảm 50% đó là chúng ta chỉ tính riêng giao dịch spot mà thôi còn giao future futures thì sao các bạn thấy được là tính tới futures thì sàn phoenix đã, đã giảm tới 85% các bạn, PMX giảm nhiều à, Chúng ta có debit giảm 62% và Bitfinex giảm 60% Tính chung chúng ta các sàn mà cho giao dịch futures thì giảm tổng cộng là khoảng 47.6% một tháng rất là tệ cho nhiều sàn Nhưng mà chúng ta cũng đã bắt đầu nhận được một số những thông tin nó có cái sự lạc quan hơn Thì cũng có thể cảm nhận được là trong vòng mấy ngày nay Thì uh, nhiều bạn cũng đã đỡ hơn, nhiều bạn cũng đã có cái sự lạc quan trở lại một chút Chúng ta nhìn thấy được là bây giờ đó thì đã có một cái kỳ quốc hội mới rồi và đương nhiên khi có một kỳ quốc hội mới thì chúng ta sẽ có cái sự thay đổi trong nhân sự và cái mà chúng ta quan tâm đó là ở hạ viện tại vì hạ viện là nơi mà có quỹ ban dịch vụ tài chính các bạn đây là một nơi rất là quan trọng là một nơi mà thường hay có những cái buổi điều trần để mà nói về những cái luật liên quan đến tài chính và nhất là luật liên quan đến crypto cho nên chúng ta rất quan tâm đến là bây giờ có một cái quốc hội mới chúng ta sẽ xem coi là hạ viện thì ai là những người dẫn đầu của ủy ban tài chính ở hạ viện thì ủy ban tài chính hạ viện đó chúng ta có thể nghĩ đơn giản là họ chia ra làm nhiều phần chúng ta gọi chung là ủy ban tài chính hạ viện nhưng mà ở bên dưới chúng ta có những cái tiểu ủy ban là họ có cái sự quan tâm đến nhiều phần trong thị trường tài chính không phải cái gì cũng liên quan đến crypto các bạn nhưng mà có hai tiểu ủy ban liên quan trực tiếp đến thị trường này tôi nghĩ là thứ nhất đó chính là tiểu ủy ban liên quan đến tiền điện tử hay là crypto và liên quan tới công nghệ tài chính và thứ nhì đó chính là cái tiểu ủy ban liên quan tới quản lý và điều tra dịch vụ tài chính thì trước hết chúng ta hãy nói tới cái quỹ ban liên quan đến tiền điện tử và công nghệ tài chính đi thì quỹ ban này đó sẽ được dẫn đầu bởi một cái hạ nghị sĩ có tên là French Hill người này có tốt cho crypto hay không thì dựa theo tài liệu đến từ Coinbase Franz Hill là một trong những hạ nghị sĩ rất có thiện cảm về thị trường crypto này và cũng đã có nhiều lần ủng hộ thị trường này giống như là cái thuyết của hồi tháng 6 năm 2021 thì nói là rất ủng hộ thị trường crypto này và muốn tiếp tục giữ vững cái sự ảnh hưởng của đồng đô la ở trong thị trường crypto này cho tương lai. Và chúng ta cũng thấy được là một cái thuyết tháng 1 năm 2022 thì đây cũng là một trong những hạ nghị sĩ đã viết cái lá thư đến cho Bộ trưởng tài chính Janet Yellen à, nói về cái dự luật có cái phần liên quan đến người môi giới crypto đó thì cái định nghĩa đó không hợp lý đây cũng là một trong những người mà đứng lên để ủng hộ thị trường này các bạn thấy rồi, chúng ta cũng có những cái dẫn chứng khác là đây là một người hỗ trợ crypto cho nên đương nhiên đây là một trong những điều có thể là nhiều bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn là chúng ta vẫn có những người trong quốc hội giữ những cái chức vụ cần thiết mà có thiện cảm với crypto chúng ta nói tới người thứ nhì đi đây là cái người mà sẽ dẫn đầu cái bộ phận quản lý và điều tra dịch vụ tài chính và sẽ được dẫn đầu bởi một hạ nghị sĩ có tên là Bill Huizenga thì người này có top crypto hay là không thì dựa theo những gì mà thuận thu thập được đó, thì đây là một người mà trung lập về crypto. Cái thuyết gần đây đó là tháng 11 năm 2022 là một trong những hạ nghị sĩ đã lên tiếng nói là cần phải có SBF trở về Hoa Kỳ để mà ra quốc hội nói chuyện rõ ràng về những gì đang xảy ra và cần phải hiểu rõ ràng những gì đã xảy ra làm sao để có thể là bảo vệ sự phát triển của công nghệ không ảnh hưởng đến sự phát triển nhưng mà vẫn tiếp tục có thể bảo vệ được những cái người đầu tư thì nói chung đây là một người mà cũng trung lập các bạn không thích mà cũng không có ghét nhưng mà cũng là một người mà nghiêng về bảo vệ công nghệ và sự phát triển của công nghệ các bạn đã thấy được là bên dưới này đó thì để là chúng ta cần phải có luật có khuôn khổ pháp lý để mà tiếp tục hỗ trợ hệ sinh thái của tiền điện tử và cùng lúc là bảo vệ người đầu tư. Nói chung thì chúng ta vẫn thấy là ở quốc hội bây giờ cũng có tiếp tục những người ủng hộ crypto giữ những chức vụ cần thiết. Nói chung đây cũng là một cái thông tin tốt các bạn tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và chúng ta cũng có cái bài thuyết đến từ Plan B ngày hôm nay thì Plan B một lần nữa là thuyết các bạn. Và Plan B bây giờ đó thì nói là Plan B nghĩ chúng ta đã thấy đấy rồi. Cái đấy chính là ở mức 15.500 đô hồi tháng 11 mới đây. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là có cái sự hồi phục từ từ Tới khoảng chừng ngày Harbin 20 năm 2024 như là khoảng tháng 5 đó, của năm sau Thì giá BDC có thể là khoảng 32.000 hay là hơn con số đó Và tới cái uh, cuối mùa Boring Thì uh, giá BDC sẽ lên tới là hơn 100.000 đô Tuy nhiên 100.000 đô là cái mức giá mà PlanB đã từng hứa hẹn Trong một đợt uh, Boring mới đây rồi Nhưng mà cuối cùng chúng ta chỉ tới 69.000 đô mà thôi Thì có khả năng là chúng ta thấy BTC lên tới 100.000 hay là không thì đương nhiên không gì không thể các bạn Nhất là chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì sao mỗi lần halving Đúng là các bạn nhìn thấy là cái phần trăm tăng trưởng BTC giảm đi theo mỗi lần halving Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái đợt mới đây đi Thì cái mức thấp của BTC là khoảng 3.500 đô hồi à, cuối năm 2018 Từ mức đó mà tăng lên tới đỉnh là khoảng 69.000 đô Thì cho là chúng ta tăng 20 lần đi đợt này thì có thể là tăng ít hơn đợt trước đó cho là 10 lần mà thôi phân nửa cái phần trăm tăng trưởng thì à, nếu như chúng ta nghĩ là giá BTC đã thấy đáy ở mức là 15.000 đô rồi thì nhân 10 vẫn là 150.000 đô ngoại trừ là các bạn không nghĩ như vậy các bạn nghĩ chúng ta vẫn đang dò đáy bây giờ và chúng ta vẫn chưa thấy đáy thì đương nhiên à, tùy theo đáy ở đâu nếu như bạn nhân 10 thì đó cũng là cái khả năng mà chúng ta thấy BTC có thể lên được con số đó đây là nhận định đến từ Plan B. các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới cái video này và chúng ta vừa kết thúc năm 2022 chúng ta cũng có một cái bài chia sẻ đến từ Chainalysis đây là cái bài thuyết đến từ Documenting Bitcoin nhưng mà bài của Chainalysis là một bài thống kê từ một công ty mà họ chuyên đi điều tra những cái giao dịch ở trên mạng blockchain các bạn nhất là mạng của BTC và đây là công ty mà làm việc với chính phủ Hoa Kỳ để mà điều tra xem coi là những cái giao dịch giao dịch nào là liên quan đến phạm pháp cho nên cái trọng lượng của cái bài chia sẻ của China sẽ là một cái bài mà nhiều quốc gia chấp nhận các bạn thì China đã nói là năm 2022 đó thì cái phần trăm giao dịch BTC liên quan tới những cái dịch vụ phạm pháp chỉ có 0.24 mà thôi tuy là cao hơn năm 2021 nhưng mà các bạn thấy là vẫn thấp hơn những năm trước đó như là năm 2019 tới gần như 2% là liên quan tới uh, giao dịch phạm pháp Đúng là khi bạn nhìn vào những năm trước đó nữa thì có khả năng là cái phần trăm BTC dùng trong dây thành pháp nó cao hơn bây giờ rất là nhiều nhưng mà nếu như mà nói là bây giờ BTC dùng chủ yếu trong dây thành pháp thì không đúng đâu các bạn. Các bạn thấy được thống kê năm này qua năm nọ nó rất là thấp luôn. Cái tiền mà dùng trong dây thành pháp như nhất bây giờ vẫn là đồng đô la chứ không phải là BTC. Tại vì Bitcoin nó ở trên mạng blockchain các bạn ai cũng theo dõi được Cho nên không phải là một cái nơi an toàn để dùng làm những cái phương tiện phạm pháp và tài liệu của China sẽ cũng cho thấy như vậy và thậm chí những năm trước đây chúng ta cũng đã từng chia sẻ những thông tin đến từ chính phủ Nhật Bản thì cuối cùng cũng không có đưa ra bất cứ một kết luận nào liên quan tới là crypto dùng chủ yếu trong giao phạm pháp các bạn cho nên bất cứ ai mà nói là Bitcoin dùng chủ yếu cho giao phạm pháp thì cũng không đúng đâu tại vì thật sự mà nói là chúng ta không có bất cứ một dẫn chứng nào cho thấy đó là sự thật các bạn chỉ cần hỏi là dựa theo tài liệu của công ty nào và chia sẻ khi nào thì các bạn sẽ dễ dàng biết được là họ thực sự chỉ nói miệng mà thôi chứ không có bất cứ một thông tin nào chúng ta biết từ một công ty mà đáng quan tâm về bitcoin thực sự dùng trong nhiều giao dịch phạm pháp thậm chí những người mà ghét bitcoin giống như Peter Schiff các bạn chưa bao giờ có thể đưa ra bất cứ một bằng chứng nào từ một công ty mà chúng ta đáng quan tâm về cái đề tài này đó là cái sự chia sẻ liên quan đến thống kê giao dịch phạm pháp của năm 2022 mà chúng ta vừa kết thúc và hiện bây giờ đó chúng ta thấy được là tuy giá cả vẫn đang mức thấp các bạn tuy đã tốt hơn mấy ngày nay nhưng mà ở cái mức là 18.860 thì cũng không phải là mức cao chúng ta chỉ trở lại cái mức mà trước khi có sự kiện FTX mà thôi Chúng ta thấy được là giá cả bây giờ đã trở lại cái mức mà trước khi mà FTX gặp vấn đề Thì coi như là chúng ta cũng đã có một cái sự hồi phục sau một sự kiện rất là lớn trong trường crypto này Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái tốc độ đào của BTC thì cũng không hề giảm các bạn Chúng ta nhìn thấy được đây là tốc độ đào tính trung bình 14 ngày Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đạt được cái đỉnh cao mới Điều chúng ta quan tâm là ở cái mức mà có nhiều hash rate như thế này và ở cái mức giá như thế này đó thì chúng ta có khả năng tiếp tục thấy nhiều những thợ đào bán hay là không thì Thuận đã từng chia sẻ cái thống kê tính tới tháng 11 Thuận không có tài liệu mới hơn tháng 12 nhưng mà thống kê tính tới tháng 11 đây các bạn hãy nhớ là chúng ta nhìn vào những công ty đào lớn tại Hoa Kỳ thì hầu như những cái công ty nào bán họ đã bán hết rồi những công ty mà không cần bán họ vẫn tiếp tục lưu trữ giống như các bạn thấy được là Core Scientific họ hầu như đã bán hết tất cả bịch của mình rồi những công ty khác như là chúng ta thì Marathon thì họ không có bán đồng nào tính từ đầu năm ngoái tới tháng 11 và chúng ta lại nhận thêm một thông tin nữa đây là cái thông tin liên quan đến ví của thợ đào thì các bạn đã nhìn thấy được là cuối cùng chúng ta đang thấy là những ví của thợ đào đã bắt đầu tích lũy BTC lại đã có một thời gian từ tháng 9 của năm ngoái đẩy dài cho đến là đầu tháng 1 của năm nay các bạn thấy được là chúng ta nằm trong vùng màu đỏ nghĩa là cái ví thợ đào ngày càng mất đi BTC các bạn nhưng mà bây giờ đây chúng ta bắt đầu đã thấy một cái sự hy vọng là có khả năng là tất cả những công ty đào mà họ không chống cự được họ đã ngưng rồi họ khai phá sản hay là họ đã ngưng đào còn những công ty còn lại đó thì họ vẫn tiếp tục và không cần phải bán ở những mức như thế này chúng ta mới bắt đầu thấy được là màu xanh xuất hiện họ bắt đầu thích lũy trở lại đây cũng là một dấu hiệu tốt rồi chúng ta nói tới SCCD Hôm nay đó chúng ta nhận được một cái thông tin đó chính là SEC đã buộc tội, có nghĩa là kiện hai công ty trong thị trường này đó chính là công ty Genesis và Gemini. Về việc là công ty Genesis và Gemini đó cùng nhau cung cấp sản phẩm Gemini Earn là một hợp đồng cổ phần trái phép. Thì đây nghĩa là gì? Các bạn đã nhớ là cái sự qua lại giữa Genesis và Gemini gần đây tại vì Genesis cung cấp cái sản phẩm Gemini Earn và bây giờ đó sản phẩm đó đã không thể withdraw được tại vì cha sẽ gặp vấn đề và Chairman hai và China gần đây cũng có nhiều cái ngôn từ qua lại liên quan tới Bear Shibuk thôi chia sẻ với các bạn rồi thì bây giờ đây SEC buộc tội nói là hai công ty này đã cho ra một sản phẩm trái phép theo thuần hiểu luật của chứng khoán của Hoa Kỳ là như thế này thì có thể nhiều bạn cảm thấy là khó hiểu tại sao mà gửi tiền lấy lại lại là một hợp đồng cổ phần trái phép tại vì theo STC đó thì những cái công ty này khi mà họ nhận tiền của cái thằng gửi vào đó họ không muốn nói rõ là tiền này dùng để làm gì thì dựa theo SCC đó là thay vì tiền này giống như là công ty China Social Gemini nói là người ta gửi tiền vào họ cho người khác đây rồi họ có lời họ chia sẻ một phần lời đó cho cái người gửi đó chính là cái phần lãi mà các bạn nhận được khi các bạn tham gia vào gửi tiền lấy lãi ở Gemini Earn nhưng mà phía sau lưng đó có thể là cha sử dùng tiền khách hàng rồi sau đó trộn lẫn với lại tiền của mình rồi sau đó có thể là liên quan đến công ty mẹ là DCG dùng tiền đó để mà đi đầu tư thì nếu như vậy đó đã không có hợp lý tại vì đây không phải là một cái công cụ gửi tiền lấy lại đơn giản mà đây là một cái cổ phần chẳng khác gì các bạn đưa họ tiền để họ đi đầu tư rồi sau đó họ trả tiền cho các bạn thì đây là một cái loại hợp đồng khác với lại các bạn gửi tiền thuần túy là chỉ để lấy lãi mà thôi có thể các bạn khó hình như một chút nhưng mà nói chung đó, chủ tịch Gary cancer đang buộc tội hai công ty này theo định nghĩa Tại vì cái bằng mà họ có để hoạt động có thể là không có hợp lý để họ có thể có sản phẩm này Họ cần phải đăng ký một bằng khác Và chúng ta cũng đã từng nghe thông tin tương tự Trước đây rồi các bạn đã nhớ là công ty BlockFi cũng đã từng bị SEC kiện như vậy Và cuối cùng đó BlockFi đã phải trả đóng phạt là 100 triệu đô la các bạn Con số cực kỳ lớn luôn Và các bạn đã nhớ là BlockFi khai bởi phá sản SEC cũng là chủ nợ Tại vì họ hình như chi trả có 60 triệu mà thôi Họ vẫn còn nợ SEC 40 triệu Bây giờ họ đã phá sản rồi Thì nếu như bị kết tội đó thì có thể là cùng BlockFi Hai công ty này phải đóng phạt tới 100 triệu các bạn Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết là có kết tội được hay là không Nhưng mà khả năng là có thể đó Thì nếu như gì thì công ty nào sẽ trả Genesis và Gemini Các bạn nhớ là Genesis thì rất là tội nghiệp Bây giờ họ đang chạy đi vay tiền rồi Họ có lỗ hỏng là khoảng 1 tỷ đô la Bây giờ họ đang đi vay tiền thì lại bị gây ra sự chứng lột các bạn Đây là cái tài liệu mới nhất liên quan đến SEC và Genesis và Gemini Nhưng mà cái điều thú vị hơn là Tyler à, đã chia sẻ một cái thuyết nói là rất là thất vọng khi mà sec đã lựa chọn kiện công ty gemini ngày hôm nay à, vì lý do là cái sản phẩm đó là sản phẩm hợp đồng mà không có hoạt động đúng luật tại vì sao tại vì sản phẩm này là một sản phẩm đó mà sàn gemini đã bàn bạc với lại bộ tài chính new york cùng với lại sec 17 tháng rồi có nghĩa là rất là lâu rồi hơn một năm trước đây, trước khi mà có tất cả những sự kiện gần đây, chứ không phải là à, tại vì có sự kiện gần đây cho nên họ mới bị kiện bởi SEC. Họ đã nói chuyện với lại SEC về sản phẩm này rất lâu và trong suốt cái thời gian họ nói chuyện đó chưa bao giờ SEC nói là sản phẩm này là sản phẩm không hợp pháp. Mãi cho đến khi mà có sự kiện xảy ra và bây giờ đó SEC lại muốn trục lợi nói là bây giờ đó sẽ đi kiện hai công ty này để mà đòi lại công bằng cho những nhà đầu tư, trong khi mà những nhà đầu tư Đáng lý đâu là phải được bảo vệ sớm hơn Tại vì nếu như mà SEC không có chấp nhận sản phẩm này Thì trước đó 17 tháng thì nên nói với họ để họ ngưng sản phẩm này Bây giờ đến thời điểm này thì kiện họ là một điều mà vô lý đối với Tyler Winklevoss Và cái quyết định đi kiện này cũng không phải là một cái quyết định mà được thông báo trước cho sàn Gemini Có nghĩa là họ cũng như mọi người Họ biết tới quyết định này khi mà họ xem thông tin ở trên đài truyền hình và trên Twitter các bạn thấy được là Gary đó cũng đã làm một cái video YouTube à, về à, cái thông tin này Gary Gensler đó các bạn, có thể nhiều bạn mới tham gia thì không có rành Đây là chủ tịch của SEC, Ban Quản lý Chứng khoán của Hoa Kỳ Và đây là một người đó mà dựa theo uh, Bloomberg ước tính là tài sản lên tới 119 triệu các bạn Thì rất nhiều người nói là tại sao mà một người có tài sản 119 triệu lại muốn làm chủ tịch của SEC thì uh, nhiều người nói rất đơn giản thôi tại vì cái mà Gary Gensler quan tâm không phải là tiền mà chính là quyền lực các bạn Ông ta muốn quản lý thị trường tài chính, quản lý hiện crypto và có thể là chỉ huy ai được làm gì trong thị trường này Và Gary Gensler là một người mà nhiều người nói rất thích nổi tiếng cho nên uh, khi mà tới SEC đó, thì thường hay làm những cái video YouTube đi lên trên đài truyền hình phỏng vấn liên tục Lúc nào cũng nói là mình muốn bảo vệ người dùng Nhưng mà các bạn thấy được là có một uh, nghị sĩ cũng đã lên tiếng nói là không phải vậy đâu Gary Chancellor lúc nào cũng chậm chảy hết Nếu như mà Gary Chancellor thật sự là muốn bảo vệ người dùng Thì tại sao lại không phát hiện ra những cái sự kiện liên quan tới Celsius, liên quan tới Three Arrows uh, Liên quan đến uh, FTX trước khi mà sự việc xảy ra Trong khi mà Gary Chancellor đã là người mà đã từng hợp nhiều lần với lại uh, SBF Và có sự quan hệ không rõ ràng giữa hai người này các bạn đã thấy là từ hồi mà Gail Chancellor giữ chức vụ này tới bây giờ đã, đã, từng tấn công nhiều dự án, nhiều người bắt họ đóng tạc, bắt họ dẹp dự án. Nhưng mà tới những cái điều quan trọng như là trước khi có sự đổ của FTX thì Gail Chancellor hoàn toàn không biết, mặc dù đã từng nói chuyện với lại SBF rồi, Gail Chancellor cũng hoàn toàn không có biết à, về sự kiện của à, sàn Gemini và Genesis trong khi đã làm việc với lại hai công ty này một thời gian dài 17 tháng. Bây giờ đó thì mới đi kiện là sao? Sau, trong khi mà mọi thứ đã xong rồi cho nên uh, thôi em nói là game Hansler là một người mà thực sự là chỉ muốn được nổi tiếng muốn có thể là ăn hiếp như người nào dễ ăn hiếp và muốn có quyền lực chứ không phải là muốn bảo vệ mọi người. Rồi chúng ta có một thông tin rất là thú vị. À các bạn à, có thể đã biết là hiện bây giờ chúng ta có cái cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2023 và cuộc thi này tổ chức ở New Orleans, có nghĩa là ở Hoa Kỳ các bạn. Thôi thì không phải là một người mà biết bình luận về nhan sắc đâu, nhưng mà có thể là có một điều nhiều bạn quan tâm đến, đó chính là các bạn à, nhìn thấy được là người mà ra ứng cử à, kỳ này của El Salvador là người này đang bận cái bộ đội như thế nào các bạn thấy được là đây là một cái người mà cầm cái cây có cái logo bitcoin và phía sau lưng là mang cái đồng tiền của el salvador à, có ý nghĩa là bây giờ đồng tiền el salvador và bitcoin là một cả hai đều được chấp nhận bởi el salvador đây cũng là một điều mà có nhiều bạn yêu thích liên quan đến el salvador đã đưa bitcoin lên trên hoàng vũ các bạn thông nên thì thấy được là cũng may mắn là tổng thống bukele đã thương cho mang đồng tiền chứ nếu không là phải mang nguyên cái núi lửa luôn các bạn tại vì trái phiếu núi lửa của El salvador đã được thông qua buổi hội thường thấy thông tin liên quan tới cái điều này có nghĩa là bước kế tiếp thì El salvador sẽ bắt đầu là bán trái phiếu và dùng tiền đó để mà gây dựng một cái thành phố bitcoin thì chia sẻ thêm với các bạn nhiều thông tin khi chúng ta có thêm nhiều chi tiết sau này rồi chúng ta có một số những cái thông tin ở bậc khác nhưng mà video cũng khá dài thôi sẽ cố gắng chia sẻ nhanh với các bạn đó chính là đầu tiên chúng ta có cái thông tin liên quan tới samsung các bạn thì cái đơn vị đầu tư của samsung họ sẽ có một sản phẩm đó chính là Samsung Bitcoin Futures và sẽ có mặt trên sàn chứng khoán của Hồng Kông ngày mai. Đây cũng là một trong những dẫn chứng cho thấy được là cho dù các bạn nghĩ sao về tình hình crypto hiện bây giờ, các bạn thấy được là vẫn có rất nhiều sự hứng thú đến từ nhà đầu tư. Cho nên bây giờ sẽ có một cái sản phẩm là Samsung Bitcoin Futures ở Hồng Kông bắt đầu ngày mai. Kế đó chúng ta có một thông tin liên quan tới Avalanche. sẽ biết là có rất nhiều bạn là fan của Avalanche nên cũng muốn dành thời gian để mà nói về thông tin này. Bản thân thì không đầu tư vào Avalanche nhưng mà không biết là nhiều bạn cũng rất thích. Thì đây là cái thông tin liên quan đến sự hợp tác giữa Avalanche và Amazon Web Services các bạn Đây là cái đơn vị cung cấp đám mây của Amazon và chi tiết hơn đó AWS có nghĩa là Amazon Web Services sẽ cung cấp dịch vụ cho những bạn nào mà muốn sử dụng Avalanche No thì có thể là dễ dàng có một cái No kích hoạt ở trên AWS Marketplace. Thêm vào đó điều quan trọng hơn đó là AWS sử dụng tiêu chuẩn là Google Cloud và FedRAM, đây là cái tiêu chuẩn theo đường hiểu những cái công ty lớn và những cái đơn vị chính phủ sử dụng cho nên uh, có được tiêu chuẩn này là điều rất tốt đối với lại Avalanche đây là thông tin mà tôi muốn chia sẻ kế đó là Polygon các bạn Polygon họ nói là họ sẽ có một cái half phút vào ngày 17 tháng 1 và half phút này làm gì half phút này đó là chủ yếu để có thể làm giảm đi cái phí gas ở trên mạng lưới của Polygon Polygon tiếp tục là một dự án mà rất nhiều người quan tâm các bạn Bạn đang thường thì lưu trữ một chút xíu Polygon mà thôi Nhưng mà có thể là sẽ tích lũy thêm sau này cũng là dự án mà thường quan tâm Một điều uh, khác nữa chúng ta sẽ nói đến là có một cái sự vô lý liên quan tới FTX các bạn Thì trước hết các bạn hãy nhớ là FTX khi mà họ khai bởi phá sản đó Thì họ nói là họ có lỗ hổng tài chính là khoảng 8 tỷ đô la Đây là tài liệu uh, của Wall Street Journal Các bạn hãy tìm thấy những cái thống kê tương tự trên những bài báo khác Nhưng mà cái điều thú vị đó là khi các bạn nhìn vào À, những gì được chia sẻ à, gần đây các bạn thấy được là trước hết thì à, ftx nói là họ đã có thể à, lấy lại được 5 tỷ đô la họ tìm thấy được con số này à, và con số 5 tỷ này là chưa tính cái số lượng token mà đã bị lock lại à, chưa có thể bán được và cộng vào đó đó ftx cũng đang muốn bán một số những tài sản khác mà họ đang có trong đó là bao gồm những cái đơn vị ở Nhật Bản, ở Europe và công ty LaJX và công ty Embed cũng giống như chúng ta nhận được cái thông tin gần đây là Bahamas đã chính thức công bố là họ đang lưu trữ 3,5 tỷ đô la của FTX khi mà chúng ta nhìn vào những gì mà được chia sẻ đó thì cái điều đủ... à, không có lo trước đây là như thế này các bạn thấy được là nếu chúng ta tính là 5 tỷ tài sản được công bố bởi CEO mới của FTX, nó là tìm thấy cái số lượng này chưa tính uh, token chưa thể bán cộng với lại Bahamas đang giữ 3 tỷ tài sản thì đã 8 tỷ tài sản rồi trong khi đó chúng ta vẫn thấy là FTX lên kế hoạch bán các đơn vị của mình tại Nhật Bản, châu Âu cùng với sàn giao dịch Fashion Ledger X đây là sàn Fashion Ledger X chứ không phải là công ty Ledger các bạn hai cái đó nó khác nhau và thêm vào đó là bán luôn công ty giao dịch chứng khoán Embed thì nếu chúng ta tính như vậy đó thì không thể nào dưới 8 tỷ được thì tại sao lại có lỗ hỏng cái bài báo này thì cảm thấy có gì đó không hợp lý các bạn ngoại trừ là 5 tỷ đô la tìm thấy là đã tính luôn 3 tỷ từ Bahamas rồi hay là con số lỗ hỏng thật sự là cao hơn 8 tỷ rất là nhiều cái mà thùng nói đây là có gì đó không đúng các bạn ít ra chúng ta cũng biết là FTX vẫn còn một phần tài sản nhưng mà cái phần đó là sẽ là bao nhiêu phần trăm được trả lại cho người dùng đó mới là điều quan trọng chúng ta vẫn chưa biết điều đó và bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy Simon Free thì đương nhiên vẫn đang ở nhà vẫn đang chờ ngày ra tò là tháng 10 này các bạn Simon Free còn tới 10 tháng ngồi ở nhà chờ ngày ra tò thì Simon Free đó đã tạo một cái substack các bạn đây cũng là một nơi hiểu đơn giản là các bạn có thể viết những bài blog người ta tới đọc thì mới đầu đó thì Simon Free uh, để là các bạn phải trả tiền 80 đô một năm để có thể đọc cái blog của Simon Free trên Substack Nhưng mà sau đó thì người ta nói tại sao phải trả tiền Thì Simon Free nói là ồ oh, sorry cái đó là uh, mình để lộ mình thôi tất cả là đều là miễn phí Thì các bạn thấy đây là cái Substack của Simon Free Nói chung thì cũng không gì đáng nói đâu các bạn Tại vì uh, khi các bạn đọc cái thông tin chia sẻ từ Simon Free đó thì cũng như những gì chúng ta đã từng nghe Sam chia sẻ rồi Nói chung thì Sam nói là không có lừa đảo gì đây hết á chỉ đơn giản là Sam bị sàn Binance tấn công Cộng vào đó là thị trường không được tốt cho nên dẫn đến là bằng thua lỗ chứ không có bất cứ một cái lừa đảo nào ở đây Và cái người mà đáng phải bị trừng phạt đó chính là sàn Binance sẽ không phải là họ đó là những gì mà Sam chia sẻ đơn giản như gì các bạn Thì nói chung thì Sam vẫn không chấp nhận là mình có bất cứ cái lỗi nào ở đây Và vẫn nói là mình vô tội Thường chia sẻ phần cuối này rất là nhanh để cho cái video đừng quá dài Nhưng mà thường cũng rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video này và đây là tất cả những thông tin mà Thuần muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital Thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi Như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là sàn OKX, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên nhớ chúng ta không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got